Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mắt Kính Titan của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn chủ đề: Người không bị cận dùng kính chống ánh sáng xanh Grayzone có được không? Có nhiều người thắc mắc đến kính mắt Titan, việc sử dụng trong kính chống ánh sáng xanh như thế nào? Người không bị cận có dùng kính chống ánh sáng xanh Grayzone có được hay không? Kính chống ánh sáng xanh, sự quan tâm lớn của khách hàng. Trong nhiều ngày qua, khi mà các khách hàng biết đến kính chống ánh sáng xanh Grayzone, mắt kính Titan đã nhận được rất nhiều câu hỏi chờ giải đáp. Số lượng câu hỏi nhiều và anh chị đều quan tâm đến kính chống ánh sáng xanh Grayzone. Như vậy mới thấy sức hút của kính chống ánh sáng xanh như thế nào trong xã hội hiện đại. Có chị phụ huynh nhắn tin: Xin chào chuyên gia, con gái tôi hiện đang học cấp 3. Dạo gần đây, bé hay kêu nhức mỏi mắt, đặc biệt khi sử dụng máy tính. Do đó, việc học của bé bị ảnh hưởng khi con khó chịu nếu phải học online. Nghe nói có kính Grayzone chống ánh sáng xanh có thể giúp không mỏi mắt. Vậy tôi xin hỏi hiệu quả của kính như thế nào, nếu bé không bị cận, có đeo kính có được hay không? Hay như một vị khách hàng nam đến làm kính mắt: Dù mắt không bị cận nhưng tôi vẫn hay khó chịu khi làm việc với máy tính. Nhiều khi đang làm mắt đột nhiên bị mờ. Làm việc thì hay đau và mỏi mắt, vậy làm cách nào để khắc phục? Chúng tôi đã tư vấn khách hàng chọn kính chống ánh sáng xanh Grayzone. Với những tính năng được tối ưu, kính Grayzone xứng đáng là lựa chọn hoàn hảo cho đôi mắt. Người không bị cận dùng kính chống ánh sáng xanh Grayzone có được hay không? Những biểu hiện như nhức mỏi mắt đều là hội chứng thường gặp ở những người hiện đại. Nó được gọi chung là hội chứng thị giác màn hình, do chúng ta đang tiếp xúc với ánh sáng xanh quá nhiều gây hại cho mắt. Để hạn chế những biểu hiện này, chúng ta cần loại bỏ ánh sáng xanh đến mắt, mà trong đó phương pháp đơn giản nhất là đeo kính chống ánh sáng xanh. Chống kính chống ánh sáng xanh Grayzone là một phương pháp hoàn hảo. Kính vừa có thể loại bỏ ánh sáng xanh tím có hại, vừa giữ được tia xanh ngọc có lợi. Chống kính Grayzone cũng được tối ưu các tính năng bảo vệ mắt. Lớp phủ Grayzone giúp chống chói, chống chảy xước và bám nước hoàn hảo. Từ đó, chống kính Grayzone trở thành một thương hiệu kính quen thuộc bảo vệ mắt. Kể cả người không bị cận cũng có thể sử dụng kính chống ánh sáng xanh Grayzone. Có thể làm kính không độ để đeo khi cần tiếp xúc với máy tính, điện thoại. Ngược lại, người bị cận nặng có thể làm kính mỏng để chống ánh sáng xanh Grayzone. Như vậy, vừa đeo đẹp, vừa bảo vệ mắt tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Mắt Kính Titan của chúng tôi. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và comment. Và đừng quên ấn vào nút subscribe, đăng ký phía bên dưới để thường xuyên theo dõi những video mới nhất của kênh chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.